Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay là mình tiếp tục mình làm về bông dạng thọ ban mai nha các bạn ha. Thì đêm ngày hôm qua thì mình có live stream về cái chủ đề là cách trồng dạng thọ ban mai, mình chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm á cũng như là cái màu bông á mọi người. Thì các bạn hỏi là cái giống bông dạng thọ ban mai này mình mua ở đâu uy tín, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Và cái bông thì như hình ảnh các bạn đang xem ở trên màn hình ha, là bông mặt cọp nha các bạn. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn một cái shop nó uy tín nha. Và ở đây là mọi người khi mà điện thoại đến cái shop này á là mọi người nói là cái mã là 142 nha các bạn ha, dạng thọ ban mai 142 nha, của Thế Giới Hoa nha các bạn. Thì đó là vậy. Còn nếu như là bạn mua của hãng mà FVM á, thì cái mã này á, là 140 nha. Đó. FVM á, là 140, còn đối với là Thế Giới Hoa nó sẽ là 142. Thì đó là vậy nha. Thì về cái cách trồng á, thì hôm qua mình livestream thì mình cũng có nói á, là cái thời gian trồng là nó sẽ rơi vào cái ngày là 25 hoặc là 28 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha. Nó trùng với cái thời gian mà trồng bông dạng thọ thường của mình. Nó chỉ khác á, là cái bông dạng thọ thường của mình á, là mình sẽ đi cơi, có nghĩa là mình sẽ bấm cơi 1 hoặc là cơi 2 để cho nó nở hoa đúng Tết. Còn đối với cái dạng thọ ban mai này á, thì mình sẽ không có đi cơi, mà khi mà nó ra được những cái nụ hoa có thể là tầm 30 ngày nha các bạn ha, thì nó sẽ ra được những cái nụ hoa, nó ra rất là sớm luôn. Thì mọi người là ngắt bỏ hết nha các bạn, và các bạn ngắt cho đến cái ngày là 12 hoặc là ngày 15 tháng 12 âm lịch thì mình sẽ không có ngắt nữa. Thì mình để những cái nụ nhỏ nhỏ ở trên cái thân cây các bạn, là các bạn để tự nhiên là nó sẽ nở hoa đúng Tết ha. Và cái điều lưu ý ở đây á, là khi mà trồng bông dạng thọ ban mai á, thì chúng ta phải chuẩn bị cái giá thể cho nó kỹ. Ở đây giá thể là mọi người có thể sử dụng cái tro đen nè, trộn với cái trấu, và các bạn có thể sử dụng cái phân chuồng hoặc là cái rơm mục nha mọi người ha. Nhưng mà tốt nhất á, là các bạn có cái rơm mục á, thì cây của mình nó sẽ mau phát triển hơn. Thì đó là cái giá thể. Còn về cái phần chăm sóc á, thì ở cái giai đoạn đầu á, dạng thọ ban mai này á, các bạn thì các bạn là cần đi những cái dòng phân hữu cơ, ví dụ như là đạm cá nè hoặc là bánh dầu ha. Về liều lượng thì mình cũng có chia sẻ, nhưng mà mình sẽ nói lại luôn ha. Đối với cái bánh dầu á, thì chúng ta sẽ ngâm là 1 kg là từ 50 cho đến 60 kg, sau đó thì mọi người tưới nha. Thì mọi người múc ra như vậy, một thùng dầu như vậy á, thì đối với cái cây còn nhỏ thì mọi người có thể là tưới được là từ 50 chậu nha. Cái thùng dồi mà 10 lít đó mọi người, nó thì mọi người có thể tưới được là 50 chậu cho đến 60 chậu. Mà khi mà cây của mình mà nó ra được những cái kén á, mà mình vẫn tiếp tục mình tưới bánh dầu á, thì mình chỉ tưới khoảng từ là 30 cho đến 35 chậu thôi. Thì đó là cái cách mà tưới phân ở cây dạng thọ ban mai. Mà khi mà nó ra xây kén rồi thì mọi người cũng có thể là đổi phân. Ở đây mọi người có thể dùng phân 20-15 hoặc là 30-10 ha. Với cái liều lượng á, là 100g thì mọi người pha cho mình là 20 lít nước để mọi người tưới nha. Đó. Thì đó thì mình cũng chia sẻ những kinh nghiệm của riêng mình thôi. Còn vấn đề mà xịt sâu xịt thuốc á, thì ở cái dòng hoa dạng thọ ban mai này á, thì nó rất là khó. Tại vì nó sẽ rất là mẫn cảm đối với những cái dòng thuốc có hoạt chất dạng nhũ dầu nha. Ví dụ như là Mantalaxy nữa, làm hoặc là Mancozeb, thì những cái dòng thuốc đó mình xịt ở trên dạng thọ thường được, nhưng mà dạng thọ ban mai là xịt không được nha. Nó sẽ bị vàng lá và nó bị cháy lá. Đó thì đó là một số nguyên nhân cây dạng thọ ban mai của mình nó chậm phát triển ha. Thì do đó thì mình sẽ sử dụng những dòng thuốc dạng cớm là ok nhất. Ví dụ như mọi người muốn xịt sâu thì mọi người có thể sử dụng là hàng rè ba thông nè, hoặc là hàng Vitaco nè, hoặc là Radiant nè, xịt được nha. Thì những dòng đó thì mọi người xịt được. Còn chi tiết về những cái loại sâu như sâu giấy bùa thì tới thời gian đó thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn ha. Và các bạn thấy mình chia sẻ nãy giờ hay á, các bạn cho mình xin một like và một lượt chia sẻ nha. Và các bạn có câu hỏi nào nữa thì các bạn cứ bình luận bên dưới video đi. Còn mọi người thích cái màu hoa của mình đang chia sẻ nè, cái này á, là đối với Thế Giới Hoa là 142 ha, còn FVM sẽ là 140 đó. Thì mọi người thích á, thì mọi người điện thoại, số điện thoại mình để cho màn hình nè. Anh này anh tin lành, ở ảnh là Thế Giới Hoa, shop của Thế Giới Hoa nha các bạn ha, đại lý luôn á, bỏ sỉ khách toàn quốc luôn. Thì mọi người cần thì mọi người điện thoại ảnh, mọi người nói là xem kênh của mình rồi qua, chứ mình thì mình không có bán các bạn. Nói chung á, là mình nhập từ anh làm này về mình bán cho các bạn cũng vẫn được nha, nhưng mà mình kiểu như là mình không bán, tại vì mình đã có bán cái giống là cà pháo rồi. Thì anh em nào mà thích ủng hộ mình thì qua Tết á, anh em có đất trống thì anh em mua hạt giống cà pháo của bên mình để hỗ trợ ha. Thì mua thì cứ liên hệ Facebook mình có cái Facebook á, mình để ở trang chủ đó, Facebook của mình là Quỳnh Thủy Tinh luôn ha. Cứ bấm vô là thấy cái khuôn mặt của mình, thì các bạn kết bạn với mình, thì các bạn có hỏi vấn đề gì đó thì các bạn hỏi. Nói chung là mình rảnh thời gian nào thì mình chia sẻ cho các bạn thời gian đó. Còn các bạn mà điện thoại mình hầu như là rất là khó gặp. Nhiều lúc các bạn mình đang làm, các bạn điện hầu như mình để số điện thoại lên ha, là
mấy trăm người gọi ngày luôn, là khỏi khỏi làm ăn gì luôn á. Nói chung là nhắn tin Facebook thì mình có thể là mình rảnh thì thời gian nào mình trả lời cái bạn cái thời gian đó nha. Rồi thì hôm nay thì chia sẻ cho mọi người như vậy nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.